Chào mừng anh chị em đã đến với kênh review của Tuyền. Hôm nay Tuyền vừa về được một mẫu kính nữ đến từ thương hiệu Dior. Xin mời mọi người cùng review với Tuyền nhé. Đây, ở ngoài là có một cái hộp giấy như thế này. Đây, bên trong thì Tuyền thấy là có một cái túi để bảo vệ là đây. Đây là tem mát mình mua tại store ha. Đây, bao có. Đây, như thế này. Ngoài ra là trong hộp thì mình sẽ thấy còn có là đây là cái túi vải để mình bảo vệ. Còn đây là khăn. Đây cũng có logo của thương hiệu nha. Mình bỏ hộp qua một bên nhé. Ngoài ra mình còn có một cái túi da như thế này, cái hộp da như thế này. Cái hộp da này rất là đẹp, đường may cũng rất là sắc sảo, đẹp lắm. Đây, bên trong là có phủ da lộn nha. Còn đây là em kính của mình. Đây là mắt eye scan, đẹp lắm. Size này là size 54 nha. Đeo rất là dễ. Gọng đồi mồi. Đây mình nhìn ha. Đây là thông số của em nó đây. Chất liệu rất là đặc biệt. Titanium. Đây. Rất là an toàn, đây là một loại nguyên liệu cao cấp để mà chế tác kính cho chúng ta ha. Đây, size 54, 19 và 145. Mình có thể tham khảo thông số ở đây. Thông số ở đây ha. Đây ngay gọng thì cũng có, mình thấy đây. Các bạn nhìn có rõ không ha? Đính logo, chữ nổi vàng rất là đẹp. Cầm lên rất là ưng tai. Đây. Smart Dior Paris Mark in Japan. Đây. Đây là có những cái thông số ẩn ở đây ha. Mẫu này lên mặt á, ôm lắm, đẹp lắm. Đây. Cảm ơn mọi người nha. Bạn nào muốn sở hữu em đó thì inbox Tuyền nha. Vô cùng đẹp. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.